Kính thưa quý vị, con là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phương, tu sĩ dòng Đa Minh, là linh hướng hội Bác Ái Francisco. Trước hết, con kính chào quý vị và nguyện xin Thượng Đế ban cho quý vị bình an và hạnh phúc. Trong vai trò linh hướng, hàng ngày con dâng lễ và đọc kinh cầu nguyện cho hội và quý vị ân nhân cũng như tất cả mọi thành phần liên quan đến hội, gọi chung là gia đình Bác Ái Francisco. Tiếp đến, con cũng viếng thăm và nhắc nhở mọi người đừng quên người nghèo khổ. Thời gian qua, con đã cùng các sư quản lý dự án, các cha đồng hành đi thăm hầu hết các chương trình bác ái mà hội đã và đang thực hiện trên quê hương đất nước Việt Nam suốt 13 năm qua. Các chương trình của hội rất phong phú, đa dạng, được thực hiện cho mọi người không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, bao gồm nhiều hoạt động y tế như mổ tim, mổ mắt, mổ bướu, giáo dục như học bổng và phương tiện cho học sinh và sinh viên nghèo, phát triển cộng đồng như nước sạch, xây nhà ở, hỗ trợ vốn, cứu đói, đặc biệt là lúc giáp hạt và thiên tai, mái ấm như mồ côi, tâm thần, khuyết tật, dưỡng lão, bệnh phong. Tổng cộng hội có hơn 20 chương trình bác ái và đã giúp cho hàng trăm ngàn người nghèo khổ. Chính mắt con chứng kiến rất nhiều cảnh đời lầm than, đau khổ cùng cực về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng với sự giúp đỡ của quý vị qua hội sẽ đem lại sự sống, niềm hy vọng cho hàng trăm ngàn người nghèo tại quê hương chúng ta. Như lời bài hát "Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng" của tác giả Trần Tử Thiên: "Có em tôi nuốt từng giọt lệ, ngậm oan khiên, đợi mãi một ngày. Một vòng tay vừa mới mở ra, cứu anh em những người mạt vận. Siết tay nhau cúi đầu gạt lệ, tạ ơn trên, người vẫn thương người." Vâng, cùng với gia đình hội Bác Ái Francisco và thay lời cho người nghèo đau khổ tại Việt Nam đã, đang và sẽ nhận sự giúp đỡ của quý vị qua hội, con xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến tham dự đại nhạc hội Hát cho những trái tim như một bằng chứng sống động về tình yêu thương dành cho anh chị em nghèo khổ. Cảm ơn quý vị ân nhân đã, đang và sẽ công tác với chúng con trong việc phục vụ anh chị em cùng khổ. Cảm ơn quý cộng tác viên, từ quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thượng tọa, đại đức, ni sư đến tất cả anh chị em đã không mệt mỏi truyền tải tình yêu thương của quý vị ân nhân đến với những anh chị em nghèo khổ. Xin cảm ơn cách riêng đến cha Vũ Hải Đăng và các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ, ban nhạc và tất cả những người đã bằng nhiều cách giúp đỡ cho buổi nhạc hội này. Nguyện xin Thượng Đế ban cho quý vị mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui. Trong mọi hoàn cảnh, xin quý vị hãy luôn lưu tâm đến người nghèo khổ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và chào tạm biệt.